Xin chào các bạn, mình là Ngọc. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tổng ôn từ A đến Z toàn bộ kiến thức N3, phần đọc hiểu. Và sau đây mình sẽ chữa qua cho các bạn một cái đề đọc hiểu để chúng ta có thể có thêm các kiến thức về từ vựng, kanji, ngữ pháp cũng như cách làm các bài đọc hiểu nhé. Đầu tiên là môn đai, đầu tiên là những cái bài đọc ngắn. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng 4 bài, ta sẽ cùng xem qua. Bài số 1 ở đây là một cái oshidase, một cái thông báo. Thường là một cái thông báo nó cũng giống như bài tìm kiếm thông tin, mình cũng sẽ không đọc hết đâu, mình sẽ chỉ xem đáp câu hỏi rồi lựa chọn xem cái phần nào cần đọc và mình sẽ bắt đầu đọc ở cái phần đó. Chúng ta sẽ cùng xem qua câu hỏi ạ. Câu hỏi số 24. Christmas. Ở đây là sau có chữ this. Sakuse kyoshitsu no tadashii tsutsume wa dore ka? Đây có liên quan tiền này, lần 1, lần 2 gì đó, mọi người sẽ cùng xem nè. Về tiền nè. Ok này. Chúng ta sẽ tìm bên trên và sẽ nhìn thấy phần tiền. Nó nằm ở cái chữ hiyo là chi phí. Hitori. Bạn sẽ xem ở phần đấy một chút nha. Thì phí nguyên vật liệu sẽ là 500 yên. Tojitsu. Oshiharai kudasai. Và tôi thực sự là cái ngày hôm đó, tức là ngày mà mình tham gia cái khóa học á, mình sẽ cùng xem này. Câu số 1 nó bảo okane wa saki ni harawanakereba naranai, phải trả trước đúng không? Cái này không chính xác. Tiếp theo mình sẽ cùng xem cái ikai me và nikai me. Thì no ryoho ni moshikomemasu, thì mình sẽ cùng xem ạ. Ở phần liên quan đến moshikomi, mình sẽ cùng nhìn xuống phía dưới một chút ạ. Ở phần Moshikomi phía dưới ạ. Ô hức cự hagaki ni namae jiuso denwa bango gì gì đấy, cái này vẫn chưa có ạ. Tiếp theo dochidaka no kai o kaite, à vậy là sẽ một trong hai lần thì các bạn hãy viết vào đó và đến trước ngày mùng 10 tháng 11 thì hãy gửi đến đúng không? Vậy thì là ở đây người ta bảo là cùng một lúc đúng không? Điều hộ là cùng lúc có thể đăng ký thì không chính xác mất rồi. Tiếp theo ạ. Câu số 3. Tô dít sự. Giai điều mốt tê ikanake để bà nà nà nại. Vào ngày hôm đó thì phải mang theo cái nguyên vật liệu để làm. Thì mình sẽ cùng xem. Chúng ta sẽ cùng xem ở phần nguyên vật liệu. Cái văn nãy chúng ta cũng thấy là ở trong phần chi phí có phần nguyên vật liệu đúng không ạ? 500 yên và ngày hôm đó sẽ cầm đi. À, sẽ trả, thế thì khả năng là có phải cầm đi không ạ? Nó không cần phải cầm đi đúng không? Vậy thì đáp án khả năng cao sẽ là số 4 rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng xem là cái số 4 này có ở đâu ạ? Sanka dekiru kadoka hagaki de henji. Ồ, cái mà nãy chúng ta vừa mới đọc xong ở phần Moshikomi đúng không? Phần Moshikomi thì cũng có, nó bảo là các bạn sẽ phải viết các cái thông tin như tên, địa chỉ và cái hagaki này. Sau đấy các bạn hãy gửi đến trước ngày mùng 10 tháng 11 đúng không ạ? Vậy là đáp án sẽ là số 4, nhông bạn. Ở đây thì cũng có khá nhiều từ vựng mình có thể học thông qua ở đây. Chúng ta sẽ cùng xem từ trên xuống dưới này. Những cái chữ đầu tiên của mỗi cái nichiji là ngày giờ này. Basho là địa điểm này. Hiyo là chi phí này. Tiếp theo, sankasha là những cái người tham gia. Mochimono là những cái đồ mà mình sẽ cần mang đi này. Ở đây có từ hasami cái kéo, apron là cái tạp dề, tao lự là cái khăn này, moshikomi là việc đăng ký. Ở phía dấu sao cuối cùng ạ, chiusen mang nghĩa là rút thăm, thường là trong những cái lúc mà kiểu cần lựa chọn ra ai đó mà có số lượng kiểu nhiều người nó đông và thì thường là họ sẽ sử dụng cái hình thức là hình thức rút thăm, cũng là một trong những cái hình thức rất là hay cận, rất hay gặp ở bên Nhật ạ. Vậy đáp án câu 24 sẽ là đáp án số 4 cho ông bạn. Hãy suy. Tiếp theo là câu số 2 của phần đọc hiểu. Chúng ta lại đến với một cái oshidase nữa. これは試験の内容についてのお知らせである。Lần này sẽ là試験のお知らせ là một cái thông báo về kỳ thi. Chúng ta sẽ cùng xem qua câu hỏi là cái gì ạ. Câu hỏi là Getsuyobi no shiken no tadashii setsumei wa dore ka, là những cái
giải thích nào đúng về cái kỳ thi vào ngày thứ hai. Với dạng câu hỏi này thì về cơ bản chúng ta sẽ phải đọc khá là nhiều. Mình sẽ xem qua các đáp án này. Đáp án số 1 là Shokyu Nihongo cái gì đó này. Số 2 là Ichijikame. Thì chúng ta sẽ xem ra. Số 3 là Độc Cư Diêu Độc Cư Tên. Mình sẽ xem quay lại cái bài xem có những cái nội dung đấy mà chúng ta sẽ cần phải xem nó đúng hay sai. Thường thì là những câu đầu sẽ có nó ở nội dung của phần câu 1, câu 2, nửa phía sau sẽ có những nội dung của câu 3, câu 4 chẳng hạn. Thì cũng là cái cách để mình có thể phân bổ thời gian, hoặc là bạn nào mà đọc chưa được tốt thì mình có thể chia một nửa ra để mình đọc sau đó mình xem đáp án nữa. Chúng ta sẽ cùng đọc qua cái phần này này. Naishi no getsuyo bi ni Nihongo no shiken o shimasu. Và chúng ta sẽ có một cái kỳ thi tiếng Nhật đúng không? Vào ngày thứ hai tuần sau. Ichijikame, ở đáp án số 2 xuất hiện đúng không? Thì mình sẽ cùng thử đọc cái này xong, sau đó thì mình sẽ xem đáp án nhá. Ichijikame wa bunpo đọc cái kanji no testo. Vậy là giờ đầu tiên sẽ là ngữ pháp này, đọc này, chữ Hán này. Kyokaso Shokyu Nihongo no 50 peji made. Đến 150 của cái sách đấy đúng không? Nonaka kara mondai ga demasu. Đã được khoanh vùng môn đai không? Rất là tốt đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem câu số 1 ạ. Số 1 nó bảo là Isatsu no zenbu. Ở đây có từ zenbu thì rất tiếc là sai mất rồi. Chỉ đến 150 thôi. Tiếp theo câu số 2 đến là ở cái Ichijikame no shiken thì sẽ là tổng cộng là 60 câu hỏi. Cái này thì nó chưa nói đúng không? Thì lát nữa mình sẽ xem sau. Tiếp theo câu số 3 liên quan đến 66 điểm nào. Và câu số 4 thì liên quan đến kanji. Mình sẽ cùng quay lại cái bài đó và chúng ta sẽ xem. Tiếp theo ở phía cuối dòng thứ hai mình đọc tiếp nha. Mondai wa zenbu goju mon. Ở đây đã có tổng cộng là 50 câu hỏi. Vậy ở trong khi đó đáp án số 2 thì lại là 60 câu. Ồ, chưa gì đã 60 câu thì sai rồi đúng không nhỉ? May quá, ta loại được hai đáp án rồi. Bây giờ chỉ còn đáp án số 3 và đáp án số 4 để chúng ta lựa chọn thôi. Ta sẽ cùng xem đáp án nào sẽ là đáp án chính xác. Tiếp theo, sono uchi kanji wa jū mon de tanoshi kanji no 20 peji made. Vậy là trong đó thì có 10 câu kanji này. Và chúng ta đến trang 20 của cái quyển là Tanoshi Kanji thì nó sẽ đưa ra. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án số 4 ạ. Số 4 nó bảo là nó sẽ lấy từ quyển Shokyu Nihongo. Ồ, rất tiếc là nó không lấy từ quyển đấy. Chúng ta vừa đọc thì chúng ta cũng có thêm một thông tin. Đó là chúng nó lấy từ quyển Tanoshi Kanji. Vậy thì đến đây khả năng cao đáp án số 3 đúng không nhỉ? Bây giờ mình sẽ cùng xem, đọc tiếp xem là nó đúng hay nó sai. Câu số 3 nó bảo là độc cư diêu độc cư tên toranai to, khi mà các bạn không lấy được 66 điểm thì mata shiken no ukenakereba naranai, các bạn sẽ phải tham dự kỳ thi một lần nữa. Thì chúng ta sẽ cùng xem nha. Ở phía cuối á, chúng ta sẽ cùng xem cái phần điểm ạ. Mọi người đọc câu tiếp theo này, nijikame wa chokai testo, cái này không có trong đáp án nên là mình có thể bỏ qua. Và cái giờ thứ hai là sẽ thi nghe nhưng không quan trọng ạ. Tiếp theo câu cuối này có xuất hiện điểm, mình sẽ cùng đọc để xem đây có thể là một câu quan trọng đúng không ạ? Dochira mo shiken no kekka, với kết quả của các cái kỳ thi, tất cả các kỳ thi kia, bất kỳ cái kỳ thi nào thì rokujigo ten ika, tức là dưới 65, tức từ 65 trở xuống, 65, 64 chẳng hạn. Nobai mata shiken no ukenakereba narimasen, thì phải tham dự kỳ thi một lần nữa. Ở đáp án số 3 vừa rồi chúng ta vừa thấy là nếu mà không lấy được 66 điểm thì là phải tham dự kỳ thi đấy. Vậy trong khi ở trong bài là từ 65 điểm trở xuống, vậy các bạn sẽ chính xác sẽ là câu số 3, samba. Cũng là một câu không quá khó không nhỉ? Thì mình cứ đọc kỹ và mình sẽ tra lại trên bài thì mình sẽ có được phần đáp án chính xác. Hãy sugi wa samba. Tiếp theo chúng ta sẽ đến câu số 3 ở phần đọc hiểu nè. Lại tiếp tục là một cái bảng thông báo tiếp. Thì hy vọng là vừa rồi trước đấy thì mình đã có những cái từ vựng ở trong bảng thông báo rồi, thì ở đây các bạn có thể biết thêm và mình sẽ có thể làm được những cái phần này nó khá là nhanh và khá là đơn giản. Chúng ta sẽ cùng xem đây là một cái bảng thông báo về Matsuri, Higashi Senta Matsuri, là một cái thông báo liên quan đến lễ hội đúng không? Mình sẽ cùng xem qua câu hỏi của nó đang yêu cầu chúng ta làm những cái việc gì ạ.
Matsuri no Tadashi Setsume wa do desu ka? Tiếp tục lại là một câu hỏi mang tính tổng tổng quát đúng không? Về cái lễ hội này thì cái giải thích nào là đúng? Đáp án số 1 là uta này, đan sự này. Đáp án số 2 là có tabemono này. Đáp án số 3 liên quan đến tên kỵ và đáp án số 4 là chiu và kuse. Đáp án khá là ngắn thì mình có thể xem qua một số cái nội dung không cần dịch cũng được, nên mình có thể xem qua nội dung đáp án. Lát nữa mình sẽ tìm và chúng ta sẽ cùng xem với nội dung đầu tiên là uta với cả đan sự midareru. Ta sẽ cùng xem có thể xem được không ạ? Mình sẽ cùng xem những cái nội dung của cái này xem là nó sẽ có cái gì đúng không? Mình sẽ cùng xem qua xem là có cái đan sự không. À, mình đã có thấy có phần nào đan sự không ạ? Ừ, nếu mà chưa thấy thì mình cứ để đấy. Lát nữa khi mà chúng ta đọc thì chúng ta sẽ cùng xem là có phần nào có đan sự. Mình sẽ xem nhá. Có cả uta nữa đúng không ạ? Phần đan sự ở phía cuối cùng có ra đan sự. Ồ. Tuy nhiên là đây là phần dashimono, tức là những cái sẽ xuất hiện. Có đan sự thôi, còn uta thì hiện giờ tạm thời chưa thấy. Ừ, thì mình cứ để đấy, có thể là nó sai đấy. Số 2 này, nó đang bảo là uru no wa tabemono dake desu. Những cái thứ mà sẽ bán thì sẽ chỉ có đồ ăn thôi. Mình sẽ cùng xem những cái đồ nó bán nha. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái cột có chữ hàng, có chữ mise. Mise là những cái cửa hàng ạ. Ta sẽ cùng xem ạ. Một số cái nội dung như là yakisoba, oden, winna, cookie, nomimono. À, ở đây có nomimono rồi. Trong khi câu số 2 nó lại bảo là uru no wa tabemono dake. Thì rất tiếc là câu số 2 này không chính xác. Tiếp theo số 3 là tenki ga yoihi wa soto de okonau. Vào cái ngày mà thời tiết đẹp thì sẽ tổ chức ở bên ngoài. Ta sẽ cùng xem. Cái phần liên quan đến thời tiết và tổ chức ạ. Chúng ta sẽ cùng nhìn vào cái dòng hàng thứ hai có chữ baso là địa điểm, sẽ là Higashi Senta Niwa, là cái khu vườn ở cái trung tâm Higashi này đúng không nhỉ? Tiếp theo người ta có đánh dấu sao, đấy là Ame no Tokiwa, khi mà trời mưa thì Senta no Naka de Okonaimasu, thì sẽ tổ chức ở bên trong trung tâm. Vậy thì khi nào trời đẹp thì sẽ tổ chức bên ngoài là chính xác rồi. Tuy nhiên là để chắc chắn thì mình sẽ cùng xem tiếp xem số 4 xem là đúng hay sai. Chiu ga kusewa sankashinai, những cái em học sinh trung học thì sẽ không thể tham gia. Chúng ta sẽ cùng xem ở cái phần người tham gia nhá. Người tham gia các bạn thử tìm xem có cái phần liên quan đến học sinh trung học ở phía cuối cùng này. Ochakai. Ochakai. Higashi Chiu Gakko no gakusei ga kimono o kite ochao irete kuremasu. Ở đây thực ra là học sinh trung học thì vẫn có thể tham gia được đúng không nhỉ? Vậy thì đáp án số 4 cũng không chính xác rồi. Vậy thì đáp án ở đây chính xác chính là đáp án số 3, Samban desu. Chúng ta sẽ cùng quay lại bài xem qua một số cái nội dung ở trong này. Ở đây thì cũng không có nhiều từ mới lắm. Hầu hết là cũng khá nhiều từ mà mình đã được học rồi. Ở phía cuối cùng thì cũng có một cụm từ đấy là Ochao iremasu. Cụm từ này nghĩa là pha trà. Là một cụm từ mình có thể nhớ thêm cái cách dùng nó hơi đặc biệt một chút xíu. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 4. Chúng ta sẽ cùng xem câu số 4 này, bài hơi dài một chút xíu nhỉ. Câu hỏi của nó á. Kosa toa nanika. Ở đây chắc mình có thể dịch được luôn là cái phật thứ người người đằng sau, thứ đến sau, thứ phía sau là cái gì. Để cùng thử xem này. Cái phần gạch chân nó sẽ tiếp phía cuối cơ. Ngọ. Kosa wa no yaku o tsukawanai no de totemo Hình kỵ gì gì đấy này. Vậy thì xem cái sau đấy là cái gì. Bài rất là dài, mình sẽ xem qua một chút này. Tomato stress ataeru, à nó có ảnh hưởng đến phần stress đúng không? Cái tomato, tomato là cái cà chua cho các bạn biết rồi đúng không? Tiếp theo ở đây có chữ tô độ. Ở đây là những cái để đánh giá cái độ ngọt của hoa quả này. Futsu no tomato tô độ thì là 5 độ thôi đúng không? Ichigo 9 độ liền. Melon dưa lưới 10.5 độ. Ồ. Nên là có vẻ là tomato thì khá là spice, là chua. Ở phần đằng này nó cũng cách khá xa cái phần cái chân nên là có thể mình chưa hiểu rõ lắm thì mình cũng có thể lướt lướt qua một chút xíu. Tiếp theo, số đây ga ichigo to onaji kurai, à giống như là ichigo thì arui wa hoặc là, đây là một từ rất là quan trọng nhé. Arui wa nghĩa là hoặc là mata wa hoặc là, cũng là từ khá là hay xuất hiện trong phần bài đọc thì mọi người chú ý để đến nó một chút này. Melon yori amai tomato tsukurukoto ga dekiru yo ni natta soda. Ồ,
Vậy là còn ngọt hơn cả melon, là hơn cả cái phần dưa lưới đúng không? Rất là tuyệt vời. Stodetsu o atai được hô hồ toste yoi no wa. À, vậy là cái phương pháp mà để ảnh hưởng đến cả cái phần stodetsu. Chết thì đấy là gì ạ? Kate sai en thì là gì ạ? Là những cái ruộng hoa màu mà sử dụng ngay cái vườn của nhà mình luôn, dùng vườn để mình trồng luôn đúng không? Amari eyo ya mizu o ataenai, vậy là không hay cho, eyo là dinh dưỡng hoặc là cho nước, cấp nước cho nó đúng không? Tiếp theo, nô cảo ạ, tsuchi ni tokubetsu na film o kabusete stress o ataeru. Ở đây sẽ có một cái thêm cái này nữa, đấy là họ sẽ sử dụng một cái cuộn phim để bao quanh đúng không? Và cái phía sau đấy thì đằng sau ạ, không sử dụng cái nô nhắc cự. Vậy thì đấy sẽ là cái gì? Mình sẽ cùng xem này. Phương pháp trồng rau trồng ở ngay ở cái vườn nhà, hay là sử dụng cái tokubetsu, cái film, cái cuộn phim, hay là cái phương pháp làm ngọt, hay là để ảnh hưởng đến stress. Thì ở đây mọi người sẽ thấy ngay cái phía đằng trước của nó chính là việc mà mình sử dụng cuộn phim để bao quanh, và dẫn đến là cái kiểu làm sau đấy thì mình sẽ không sử dụng cái nô nhắc cự là cái thuốc trừ sâu, nên là nó sẽ rất là được mọi người yêu thích. Ok, vậy thì đáp án phù hợp ở đây sổ xét ra số 2 nhì bạn, đấy là cái phương pháp sử dụng cái phi đương mự này. Tiếp theo mình sẽ đến với dạng bài khác khó hơn một chút xíu ạ. Đấy là dạng bài đọc, nó đọc chung nên là có thể là sẽ cần thêm nhiều thời gian và có một số cách để đọc phù hợp hơn. Mình cùng xem một chút ạ. Đầu tiên là bài này nó sẽ có chia nhiều khổ, nên là có thể là cái câu 1 mình sẽ chỉ đọc khổ 1 thôi chẳng hạn. Câu 2 sẽ đọc phần tiếp theo, mình sẽ sử dụng cái này. Ta xem qua đây có 3 câu hỏi đúng không? Từ 28 đến câu 30. Câu 28 là so sơ lược lý yêu á nani cả, tại sao lại cái lý do làm cái việc đó thì là cái lý do gì. Mình sẽ cùng thử xem lại xem là cái lý do của bạn đấy nó sẽ là cái lý do gì cho nó phù hợp. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem ạ. Câu số 1 mình sẽ cùng xem này, xem cái phần ở đâu. À, nó ở phần gần cuối của khổ 1 cơ. Thì mình sẽ xem là lý do để làm cái việc như thế này sẽ là việc gì nhá. Mình sẽ cùng đọc qua một chút này. Ô cử nô gai cốc của Jin, tức là nhiều người nước ngoài này, thì làm gì ạ? À, ở nhà của Nhật thì lại phải cởi giày ra thì là biết được điều đó đấy. Ô stê. Tiếp theo, vì thế và ta xin nô ye ni ki tạ gai cốc của Jin, những người mà đến nhà tôi thì làm sao ạ? Mọi người đều cởi giày, điều đó rất là tốt. Shikashi, thì ở đây trong hợp mà không hiểu được nhiều thì những cái khu vực như là Shikashi rất là quan trọng đúng không? Tập trung vào những đoạn đấy mình đã có thể là làm được, tìm hiểu được chính xác được cái nội dung. Nhưng mà Zenin ga Zenin, mọi người thì đúng là mọi người đấy, nhưng mà làm sao ạ? Nui da kutsu no soba ni tato tosta. À, thì mọi người lại làm sao ạ? Lại đứng ở ngay cái bên cạnh mà chỗ cởi giày. Và mỗi lần như thế, a soko ni kutsushita de tatanai de, thì lúc khi mà nhìn thấy cái điều đó thì họ có bảo là đừng có đứng bằng tất à chỗ kitanai đúng không? Vì là nó bẩn đấy. À, thế là tôi lại phải nói cái điều đấy. Kare ra wa Nihonjin no ie de wa kutsu o nuga nakereba narana koto o chishiki toshite shiteru ga. Vậy là những cái người đó thì biết được có cái một cái đấy là ở cái nhà của người Nhật ấy thì phải cởi giày đúng không? Nhưng mà lại so sơ được lý do mà để à, thì lại không nghĩ đến cái lý do như thế đúng không? Vậy là chúng ta có thể tóm gọn lại là bình thường mọi người thì đều cởi giày ở cái nhà của người Nhật đúng không? Tuy nhiên là khi mà cởi giày họ lại đứng luôn ở chỗ đấy thì bẩn tất, và thế là thì là sẽ không được, đừng có đứng ở đấy mà bị bẩn đấy. Thế thì cái này tại sao lại phải người ta lại phải nói như thế? Lý do nó ở đây, dựa vào đây các bạn thấy có mỗi số 1 là liên quan đến bẩn đúng không? Chính là để không làm bẩn trong nhà. Vậy là cởi giày ra để không làm bẩn trong nhà nhưng lại đứng ở đấy bằng tất, thế thì đi vào lại bẩn mất đúng không? Thế là lại phải mất công nói thêm một chút. Tiếp theo mọi người xem câu số 29 ạ. ここで言う細やかなこと。À, vậy ở đây có nói một cái là những cái細やか. Thì đây các chữ này thì mọi người có thể chưa được học, tuy nhiên là trong mọi đã ngọc từ cái từ komakai nên có thể đoán được qua một chút cái ý nghĩa của cái từ komayaka này rồi đúng không? Komayaka là những cái gì nó có nghĩa là kỹ lưỡng hoặc là nghĩa là tỉ mỉ, đơn giản. Kỹ lưỡng thì là cái việc gì?
Trong hợp mình không hiểu thì không sao, mình sẽ thử đọc ở trên bài xem một chút xem nhé. Ở nó ở tận tít tuần phía cuối cơ, mình sẽ vừa đọc vừa tóm tắt một chút lại quên. Nhà của người Nhật làm sao cực chỗ nư gự bà sộ là cái địa điểm mà để cởi giày với lô cả wa ona ji ta ka sa de wa na cự, với cái bên chỗ để bước vào ấy, đúng không? Lô cả cái hành lang thì nó có ta ka sa thì nó sao không phải, đúng không? Không 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 giống nhau đâu. Onaji takasa de wa naku, Loka no ga chotto takaku, thì cái phần sảnh để đi lên ấy thì nó cao hơn một chút. Chính vì thế, kyaku ni ie no naka ni hai temorau toki, khi mà khách vào trong nhà thì dozo o agari kudasai. Cái câu này chắc hồi xưa ông người được học đúng không ạ? Dozo o agari kudasai, để mời người ta vào nhà đúng không? À, hóa ra là vì là nó cao hơn một chút mà. Mata nuida kutsu wa hotondo no hito ga, nên cái giày mà đã cởi ra thì hầu hết mọi người sẽ sao kichin to narabe được, sẽ xếp ngay ngắn, nhưng mà kutsu no saki o dochi ni mukeru ka mada wa kangenai, thì cái ở phía mũi giày ấy, phía trước của giày thì quay về đâu, hướng về đâu, mukeru đúng không? Thì nhiều người không suy nghĩ đến đâu. Okyaku ga kutsu no saki ni saki o doa no hou ni mukete oite innai bai ni wa, trong trường hợp mà mình không đặt cái hướng mà mũi giày quay ra ngoài phía cửa ra vào thì làm sao ạ? À? Haku toki ni wa bendi na yo ni, à để cho cái lúc mà mình đi vào nó tiện lợi, thì okyaku no kutsu no saki o doa no hou ni mukete ageru, thì chủ nhà sẽ quay cái mũi giày ra hướng cửa để cho khách đi cho tiện lợi, đúng không? Rất là cẩn thận chu đáo đúng không? Konna komayaka na koto ni made ki o tsukau no ga Nihon no yarikata. Ồ, vậy thì cái côn na này, cái việc tỉ mỉ như thế này, thế như thế nào, thì chính là những cái việc ở phía đằng trước, đúng không? Mình sẽ cùng xem qua các đáp án ạ. Đáp án số 1 ạ, quyết định xem là nên đặt như thế nào ạ. Số 2 ạ, nhắc nhở, đúng không? Nhắc nhở khi người ta cởi giày. Số 3 đấy là đặt cái mũi giày hướng ra cửa sổ, à, hướng ra cửa ra vào. Và cuối cùng là chỉ cái cách để đặt để. Số 4 thì người ta không chỉ, đúng không? Đấy, thì cái số 2 người ta cũng không nhắc nhở chú ý gì cả, chỉ còn số 1 với số 3 thôi. Thì cái ngay đằng trước nó chính là số 3 đúng không? Tức là nhìn thấy người ta mà cứ không quay ra hướng cửa thì như thế là lúc mà đi vào sẽ không được tiện lợi. Thế là người Nhật sẽ tự động chủ động luôn là đặt để nó hướng quay ra ngoài phía cửa ra vào, để lúc mà các bạn đi vào thì nó sẽ vào luôn, thì ở chân luôn, thì cũng sẽ rất là tiện lợi cho cái này. Tiếp theo câu số 30, tác giả muốn nói điều gì? Đấy cũng là một câu sẽ hơi khó một chút xíu đúng không? Để xem là tác giả muốn nói điều gì. Ừ, thì mọi người sẽ cần phải xem là nội dung của bài này nó như thế nào. Mình cũng vừa đọc hết rồi đúng không? Sau đây chúng ta sẽ tóm tắt qua một chút cái nội dung của bài này nhé. Nội dung của bài này này, rất là nhiều người Nhật thì đến nhà, à người nước ngoài đến nhà người Nhật thì có cởi giày đúng không? Tuy nhiên người ta có người cởi giày xong lại đứng ở bên cạnh cái chỗ giày và băng tất thì là bẩn, thì đã được chủ nhà nhắc luôn đấy là à bẩn đấy, đừng đừng có đứng ở đấy chẳng hạn. Tiếp theo đấy là mọi người hầu hết thì đều cởi giày ra, tuy nhiên là có một số người lại không biết là nên quay cái mũi giày ở đâu chẳng hạn. Và những lúc mà kiểu người ta đang không biết như thế thì là chủ nhà thường sẽ chủ động quay luôn cái mũi giày ra hướng về phía cửa ra vào. Vậy thì chủ đề của bài này, cái mà điều thực sự là tác giả mong muốn nói sẽ là gì ạ? Đáp án số 1 ạ. Người Nhật ở đây có ngữ pháp là thể từ điển cộng với beki, nghĩa là nên hoặc là phải. Người nước ngoài thì nên biết thêm về những cái tập quán người Nhật, cái này không nói đúng không? Cái này đang tập trung vào vấn đề chủ nhà đang có những cái hành động và lời nói để hỗ trợ cho người nước ngoài. Tiếp theo, câu số 2, rất nhiều nhiều người nước ngoài thì làm sao ạ? Nhầm về phong tục tập quán của người Nhật. Ngày thì cũng không đúng, ở trên cũng có cái vấn đề là rất là nhiều người nước ngoài đều biết được cái việc là vào nhà người Nhật thì sẽ cần phải cởi giày dép ra đúng không? Tiếp theo số 3, Nihon jin wa, người Nhật làm sao? Kyotsukau, ở đây kyotsukau là để ý quan tâm đến cả những chi sai cô tổ, à đến cả những cái mà điều rất là nhỏ nhặt nữa. Cái này có vẻ đúng đúng không? Số 4 thì là ở đây có thêm sugiru, tức là người Nhật quá quan tâm, quá để ý đến những điều nhỏ nhặt. Ừ, 3 hoặc 4 sẽ là cái liên quan điều nhỏ nhặt và có vẻ đúng đúng không? Đáp án đây sẽ là số 3 đúng không? Ở ngay vợ khổ sau cũng có nói là
nhìn thấy người Nhật, nhìn thấy khách mà không quay mũi giày ra bên ngoài một cái thì người ta cũng rất là chủ động làm luôn cái việc đấy, là họ sẽ chủ động quay cái mũi giày ra bên ngoài, mục đích là để khi mà người ta đi đi cái đi ra về ấy, thì sẽ có thể xỏ giày luôn và sẽ rất là tiện lợi. Đấy là nội dung của cái phần bài này. Đây các bạn có thể nhớ thêm một số ngữ pháp như là thể từ điển cộng với bekides nghĩa là nên hoặc phải, hoặc là động từ bỏ mát sự cộng với sugiru nghĩa là quá, ví dụ ăn quá nhiều, uống quá nhiều, ngủ quá nhiều chẳng hạn, cũng là những ngữ pháp rất là hay gặp ở trong phần N3. Tiếp theo mình sẽ sang đến bài số 2 của phần đọc chung này ạ. Tiếp theo là môn đai số 2. Môn đai này cũng tương tự, chúng ta sẽ có đến 3 câu hỏi đúng không nhỉ? Ta sẽ cùng xem ạ. Ở đây bài này thì hơi dài hơn so với bài trước rồi. Một khổ này, hai khổ này. Phía sau còn có một cái khổ nữa, khổ 3 cũng khá là dài. Chúng ta có thêm một số cái liên quan đến các cái chú ý thì mọi người các bạn có thể xem, ở đây có chữ tên y và chữ fukusayo thì cũng có thể đọc thêm để hiểu rõ thêm cái này. Trước mắt chúng ta sẽ cùng xem cái câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên, câu số 31 ạ. Nobel Show ga moraeru to made iwarete mas. Do ste kono yo ni iwarete iru no ka? Ở đây các đáp án cũng khá là dài. Các bạn có thể lựa chọn đáp án cũng được, tuy nhiên có thể sẽ hơi mất thời gian một chút xíu. Nên là mình có thể xem qua phần nội dung bài có phần gạch chân, sau đấy mình sẽ tìm cái đoạn nội dung gọi là quan trọng thì để chúng ta sẽ có thể xem nhá. Nobel Show. Tất nhiên chúng ta sẽ xem có cả các từ mới nữa đúng không? Thì sẽ hiểu rõ hơn. Nobel Show là giải Nobel. Gạch chân của nó là đến được nói là đến mức làm sao có thể nhận giải Nobel. Tại sao lại được nói như thế? Ta sẽ xem là họ có đóng góp gì, có gì hay mà đến mức lại nhận được đúng không? Thì ở đây cái khổ đầu sẽ có khoảng tầm 4 dòng, chúng ta cố gắng đọc kỹ là ta sẽ có thể tìm được đáp đúng đúng không? Nihon dewa nên cả ở Nhật Bản này trong năm này với 40 vạn người đúng không? Nohito ga gan de shindemashita. Gan ở đây là bệnh ung thư. Shindemashita đã chết vì bệnh ung thư, một con số cũng khá là lớn đúng không? Nihonjin no shibo ritsu wa, shibo là chết, mất, ritsu là tỷ lệ chết, tỷ lệ mất sẽ là 90 saisho no hito, là người trên 90 tuổi. Igai wa, ngoài những cái người đấy ra thì 40 dai kara wa do no nendai mo gan de, à từ cái tuổi bốn, các cái độ tuổi 40 đến những cái độ tuổi khác thì gan de shin no hito ga ichiban takai desu. Ồ. Đấy, vậy là có cái phần đấy là số lượng người chết là đang tỷ lệ đang là cao nhất đúng không? Vậy là bốn từ khoảng 40 tuổi là sẽ 40 đến 50 tuổi thì đang là cái tỷ lệ mà có số lượng người chết khá là cao. Tuy nhiên đáp án thì cũng chưa có mấy cái phần đấy nên là ta có thể đọc qua một chút thôi cũng được. Dakara gan no kenkyu wo shiteru hito ga oi. Nên là có rất là nhiều người nghiên cứu về cái vấn đề ung thư này. Desu ga, nhưng mà đi thi thì đằng sau những cái như là ga, demo, shikashi thường là những nội dung khá là quan trọng thì mình cố gắng để ý nhé. Mada kanzen ni, tức là kanzen là hoàn toàn ạ. Mada kanzen ni ga no naosu kusuri wo. Kusuri là cái thuốc mà chữa cái bệnh gan hoàn toàn thì tsukurarete masen, vẫn chưa thể nào mà làm được. Ồ. Moshi sonna kusuri ga dekitara, nếu mà có cái thuốc như thế thì Nobel Show ga moraeru to made iwarete mas, thì sẽ được nói đến mức luôn là có thể nhận được giải Nobel luôn. Ồ, vậy mình tóm tắt qua một chút là Nhật đã có rất nhiều người chết vì bệnh ung thư, thì vì thế là rất nhiều người nghiên cứu nhưng mà hiện nay thì đang chưa làm ra được, chưa chế tạo ra được cái loại thuốc mà có thể chữa bệnh ung thư một cách hoàn toàn toàn diện. Nếu mà có cái loại thuốc như thế thì chắc là được nói là có thể giành được giải Nobel đấy. Ta sẽ cùng xem qua bốn đáp án ở trong câu vừa rồi ạ. Câu số 1 ạ. Nobel số moraeru tame ni, để nhận được giải Nobel thì kenkyusha tachi ga, những người nghiên cứu phải làm sao đấy ạ? Ganbaru yo ni naru. À, sẽ cần cố gắng nữa đúng không? Cái này không phải đúng không? Tiếp theo, ni ba. Nobel Show ga moraeru hodo muzukashiku te kachi ga aru kusuri da kara. Vì là cái loại loại thuốc mà ở đây có chữ kachi mà nghĩa là giá trị. Có giá trị vì là cái loại thuốc làm sao ạ?
có giá trị làm gì ạ? À, tức là nó khó đến mức làm sao ạ? Có thể mà nhận được giải Nobel luôn. Ồ, thì cái này cũng đang liên quan đến thuốc, thì chúng ta sẽ xem tiếp xem có đáp án nào gần gần với nó không, đúng không? Ở đây kia có bảo là nếu mà có loại thuốc mà có thể chữa được hoàn toàn cái bệnh ung thư thì cũng xứng đáng được nhận giải Nobel, đúng không? Câu số 3. Nobel de sổ gã, muốn ai được cô tổ gã, giá cứ số cự, xa đây tê đự. Tức là cái việc mà nhận được giải Nobel thì đã được giao kèo, kế ước với nhau. Cái này không nói đến đúng không nhỉ? Tiếp theo số 4 nhé ông bạn. Nobel de sổ ạ. Y gác cử nốt tham mẹ nhị. Hà tà đai tê y đự hi tổ gã, mồ đai đự cả đạ. Cái giải Nobel thì làm sao ạ? Thì những cái người mà làm việc cho y học thì sẽ có thể được nhận. Cái này không chính xác đúng không? Phải là những người rất là giỏi, rất xuất chúng mới nhận được. Vậy thì ở đây đáp án sẽ là số 2, ni bạn. Tức là có loại thuốc mà có giá trị rất là khó và đến mức là có thể nhận được giải Nobel luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu số 2, ni bạn. Câu số 2, na ze kono kusuri ga kitai sarete iru no ka. Đây có một từ mới của N3 chính là chữ kitai. Kitai mang nghĩa là kỳ vọng, cũng là một từ rất là hay xuất hiện trong các đề N3, nên là các bạn cũng cố gắng chú ý, có thể nhớ được nó thì rất là tốt ạ. Đáp án ở câu này thì ngắn hơn nên là các bạn có thể đọc một hai đáp án cũng được, hoặc là bạn nào mà có những bạn rất hay thích đọc đáp án đúng không? Tiếp theo ta sẽ quay lại khổ thứ hai để xem có cái lý do mà ta có thể kỳ vọng vào cái loại thuốc không ạ. Đây, câu hỏi của chúng ta vừa rồi là kỳ vọng đúng không? Tại sao lại có thể kỳ vọng vào loại thuốc này? Mình sẽ xem ở câu số 2 xem chúng ta sẽ có không ạ. Ima yoku okunawarete iru no wa yahari shuzutsu desu. Bây giờ cái mà hay được tổ chức, hay được tiến hành, okonaimasu là tổ chức tiến hành thì chia về thể bị động ạ. Okonawareteru, cái mà hay được tiến hành tổ chức thì yahari, quả là đúng như tôi nghĩ đấy là shuzutsu, từ này nghĩa là phẫu thuật, chữ thủ và chữ thuật đúng không? Nó sẽ dịch là phẫu thuật, cũng là một từ rất là hay gặp ạ. Soko de mondai tonaru no ga, và nó có cái vấn đề đó là ga no shuzutsu ya hosasen de koroshitemo ten ishite mata gan ga dekiru kanose ga aru no koto desu. Thì ở đây mình sẽ cùng xem này, thì nó có cái một cái vấn đề đó là làm sao ạ? Những cái lúc mà mình phẫu thuật cái gan này, gan o shuzutsu chẳng hạn, ở phía đằng sau ạ lại còn có những cái gì ạ? Các bạn sử dụng những cái bức xạ hô xạ sen, thì sử dụng bức xạ để làm gì ạ? Koroshimasu là giết này, giết đi cái vi khuẩn gan đấy, thì làm sao ạ? Dù cho mình có giết đi thì ten y site, à vậy là nó có thể làm gì đấy, ten y là di truyền nhá, di truyền xuống này, mà ta ngoài ra lại còn gan gắt đề ký được kanose ga được, tức là còn có khả năng lại bị gan trở lại nữa. Ok, nếu mà trong hợp như thế thì làm sao đấy ạ? Gan wa jibun ga ichiban. Ồ, ikiyasui basho sagashite. Vậy là cái ung thư đấy đúng không? Cái ung thư đấy thì tự mình nó sẽ tìm được cái nơi mà dễ sống nhất, và nó lại utsurimasu là chuyển đến đúng không? Utsute iku. Ồ, thật là kinh khủng đúng không? Con gà là do cái ung thư này rất là cứng đầu đúng không? Đấy thì nó còn tìm đến cái nơi mà nó dễ sống nhất. Da kara ga no totta ato de. Chính vì thế dù là mình còn lấy những cái tế bào ung thư đó ra thì làm sao ạ? Kogan dai o non dariste, thì chúng ta lại vẫn phải uống những cái loại thuốc để kiềm chế đề kháng lại cái vấn đề ung thư đấy. Sai tệ gonen, tức tối thiểu là 5 năm đúng không? Ken sao suzuke nakereba narimasen, chúng ta lại còn phải tiếp tục đi ken xạ, đi điều trị đúng không? Trong vòng tối thiểu là 5 năm. Ở đây thì mình cũng chưa thấy cái loại thuốc đấy, nhưng mình các bạn có thể xem qua cái phần đáp án cũng được. Chúng ta sẽ cùng xem đáp án, trong trường hợp mà đáp án mà có thì tốt, còn không có ta sẽ đọc tiếp phổ tiếp theo. Tại sao lại phải kỳ vọng vào cái loại thuốc mà có thể chữa hoàn toàn cái bệnh gan đấy ạ? Ta sẽ cùng xem nhé. Đầu tiên đáp án số 1 này, gan no kanzen ni korosu. Ồ, vì là cái loại thuốc làm sao ạ? Có thể giết hoàn toàn cái vấn đề ung thư. Số 2, Fukusayo ga mattaku nai no de anshin, không có cái liên quan đến tác dụng phụ nên là rất là yên tâm. Số 3, Samba mo sugu uridasareru, à lại có thể ngay lập tức bán ra luôn đúng không?
Số 4 ạ, ga no mondai te no hitotsu ga kaiketsu dekiru kara, tức là cái vấn đề của gan thì là một cái là có thể giải quyết được rồi, chứ không phải là lằng nhằng lại còn phải đi uống thuốc thêm, uống thuốc kháng gan này, xong lại còn phải đi kiên xạ liên tục trong tối thiểu 5 năm. Hiện giờ ở đây thì đang là số 4, chỉ một phát là sẽ xong luôn đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ cùng xem là cái nào nó sẽ phù hợp. Ta sẽ quay lại bài trên một chút ạ. Tiếp theo ta sẽ thử đọc một chút ở phần đằng sau để cho nó chắc chắn hơn ạ. Moshi teni, cái việc di chuyển làm sao đấy ạ? Tomerare reba, nếu mà nó được dừng lại, ngăn chặn đúng không? Gan deno shiboritsu, thì cái tỷ lệ của các con ung thư đấy làm sao? Kakujitsu ni sagaru, thì chắc chắn là nó sẽ giảm đi. Ồ, có vẻ khá là hay đúng không? Kono te ni o fusegu kusuri ga kaihatsu sareta sou desu. À đây, ta xuất hiện cái loại thuốc đúng không ạ? Cái loại thuốc mà phòng tránh cái việc di truyền thì cũng đang được nghiên cứu rồi. Mada mouse de no jikken chiu, mouse là con chuột ạ, và bây giờ đang thực nghiệm ở trên chuột, khả năng là chuột bạch đúng không? Con chuột bạch rất hay được sử dụng. Ningen ni wa tameshite inai, thì vẫn chưa được sử dụng thử nghiệm ở trên người. Ngay chắc là sẽ cần phải thêm thời gian đúng không? Desu ga fukusayo ga sukunai kusuri nanode, thì ở đây fukusayo là tác dụng phụ thì nó ít, nên là taihen kitai sarete masu. À, ở đây chính là cái mình cần đọc đúng không? Đây, nó nên là đang rất là kỳ vọng ở đây, nên là mình sẽ xem chính xác kỳ vọng ở đây sẽ là tại sao ạ. Có phải là yên tâm, cái đa số 2 yên tâm gọn cũng không phải đúng không nhỉ? Fukusayo không phải là mặt ta cự nai mà chỉ là sukunai thôi. Thế đấy là chính xác, sau khi đọc xong ta sẽ thấy thêm là đa số 4 luôn. Giải quyết được một vấn đề của cái gan này chính là vấn đề di chuyển. Và đang rất là kỳ vọng vào cái việc đấy. Liên quan đến bán hay là giải quyết hoàn toàn thì không thể rồi. Hiện giờ chỉ tập trung vào vấn đề giải quyết di chuyển trước đã. Thế đây là nó mà xử lý được cái di chuyển thì rất là tốt rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ xem câu số 3. Hombu no nayoto atte được nổ ạ. Đồ đệ, cái nào sẽ phù hợp với cái nội dung của cái bài này? Ta sẽ cùng đọc tiếp thêm một chút xíu nữa để ta xem ạ. Moshi, mọi người xem hai dòng cuối cùng ạ. Nếu mà shiusutsu shita ato ni, sau khi phẫu thuật, kono kusuri o nomeba, chỉ nếu mà uống cái thuốc này, teni ga heraseru sou desu kara, thì sẽ giảm đi cái sự di chuyển, thì hayaku kuni no shonin ga, shonin là sự thừa nhận, công nhận của đất nước, làm sao uke dareru you ni naru to ureshi desu, thì làm sao mình sẽ nhận được cái sự công nhận của đất nước và rất rất là vui. Vậy là nội dung chung của bài này là rất là nhiều người ở bên Nhật là cũng sẽ bị chết vì cái bệnh ung thư đúng không? Sau đấy thì là nếu không, hiện giờ đang chưa có loại thuốc nào mà chữa hoàn toàn, thì bây giờ là có một cách là phẫu thuật. Tuy nhiên phẫu thuật xong thì có rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là có vấn đề về di truyền, tiếp theo lại còn có thể là phải đi kiên xạ rất là nhiều, tối thiểu trong vòng 5 năm. Và hiện giờ mọi người vẫn đang tiếp tục phát triển những cái loại thuốc mà đang hạn chế cái sự di truyền đấy. Và hiện giờ thì nó đang hơi mới thử nghiệm trên chuột thôi, và cũng khá là ít cái tác dụng phụ đúng không nhỉ? Thì họ đang rất là kỳ vọng, và nếu mà ok, nếu mà được thì là sẽ có thể là sớm nhận được cái sự công nhận, thừa nhận của đất nước. Ta sẽ cùng xem cái nào sẽ phù hợp ạ. Đáp án số 1 ạ, là những người mà ở đây chúng ta có trên khoảng 40 tuổi đúng không? Thì đây là nguyên nhân lớn nhất thì là gan, thì không phải ạ. Ở trên kia người ta bảo là trong số những người chết vì bệnh ung thư, gan, thì là số người 40 tuổi đang là nhiều nhất. Nên là sẽ phải không phải là cái này đúng không? Tiếp theo, đấy là cái số 2. Những người trên 90 tuổi thì cô xin nữ cô tổ gắn này thì không chết vì gan. Cái này không phải đúng không? Trên kia có đúng không? Tiếp theo, ma đà cứ ni no so ni no mora u mae ni xin nữ cô tổ gá a đự. À, chúng ta đang làm những cái việc mà trước khi nhận được sự thừa nhận của đất nước, cái này đang đúng không? Vẫn đang thử nghiệm trên chuột đấy, và nó khá là ít tác dụng phụ. Tiếp theo số 4 ạ. Kono kuni de nihonjin no shiboritsu wa taihen sukunaku naru. Thì ở đây là cái bạn nhờ cái thuốc này thì làm sao ạ? Cái tỷ lệ người Nhật bị chết thì đang khá là giảm.
Nên chúng ta sẽ thấy là vừa rồi thì cũng không không có nói về cái vấn đề đấy đúng không? Nên đáp án đúng sẽ là đáp án số 3, Sam và ta sẽ có thể nhận trước, hiện giờ vẫn đang làm những cái hành động để có thể nhận được sự thừa nhận của đất nước. Ok, thì chúng ta sẽ cùng xem thêm cái phần này. Đã hết rồi thì cũng không có nhiều ngữ pháp mới lắm, các bạn cố gắng. Nó đang chia các khổ thì mình cũng lúc đọc cũng nên chia khổ một chút thì mình sẽ có thể tìm được và chia ra thì đọc nó sẽ dễ hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với môn đai số 4 ạ, à môn đai số 6. Ở đây thì môn đai này dài hơn, là bài trường văn, bài đọc dài. Thì tương tự chúng ta cũng nên chia khổ ra thì sẽ dễ làm hơn so với những cái bài khác. Sau đây chúng ta sẽ cùng vào luôn bài nhé. Bài này thì hơi dài một chút đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng xem này, cũng khá là dài thì chúng ta sẽ cùng xem phần câu hỏi của nó trước. Ở đây còn có ba cái phần chú ý nữa thì mình có thể đọc thêm để có thể hiểu thêm về cái bài này và cũng có thể một số cái chú ý rất là quan trọng luôn. Câu số 1 ạ. Taihen na koto to wa gutaiteki ni wa donna koto ka? Gutaiteki mà nghĩa là chi tiết thì là cái việc gì. Giờ mình sẽ cùng phải xem là taihen na koto là cái việc gì. Chúng ta sẽ cùng xem ở đây nhé. Một khổ bài rất là dài đúng không? Thì taihen na koto nó ở gần ở giữa khổ như thế này. Thường là mình có thể đọc gần gần đến đến ở đây thôi cũng được. Tuy nhiên là để mà chắc chắn thì mình có thể đọc từ đầu. Ta sẽ xem qua từ đầu nhé. Taiyo là nhiệt độ cơ thể này. Wa kinniku no ryo ni kanke ga ari. Ở đây kinniku là phần cơ bắp. Ke no ryo ni ryo là cái số lượng cơ bắp thì nó có liên quan đấy. Kinniku ga oihito hodo càng những người mà có nhiều cái cơ bắp thì tai ôm gắt là cai sô đã à, thì nghe nói là cái nhiệt độ cơ thể nó cao. Fuyu de mo han sô de de, tức là cho dù là mùa đông han sô de là kéo cộc tay ấy. Sô tổ aruite được no are aruite được, tức là cái việc đi bộ ở bên ngoài đúng không, kiểm sao ạ, nghĩa cả có những cái người ở tây phương cũng có đúng không à, sô no se đã độ thì là vì lý do đó. Người phương tây thì làm sao ạ, so với người nhật nhị cử đa bt là so với cái gì đấy, cũng là một trong những ngữ pháp mà các bạn rất là hay gặp ở phần N3, nên là mình cố gắng nhớ thêm danh từ nhị cử đa bt hoặc là danh từ tổ cử đa bt. Thì người tây phương so với người nhật thì nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn. Mà ta nên lên ni yột tê mộ, danh từ ni yột tê nghĩa là tùy theo cái gì đấy, nên lên ở đây là năm tuổi đúng không, thì tùy theo vào cái tuổi tác thì làm sao, thai ôm gạ chỉ gạo thì nhiệt độ cơ thể nó cũng khác nhau. Chúng ta sẽ xem tiếp này. Akachan là đứa trẻ con này. Akachan wa 37 độ chikai no ni. Cái bọn trẻ con thì khoảng gần gần khoảng 37 độ, nhưng mà người già lojin thì 37 độ ni naranai hito mo oi, thì có rất là nhiều người mà còn không đạt được đến 36 độ với nhiệt độ cơ thể đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tiếp ạ. Lojin ga taiyo ngộ wakai goro to kawaranai to omotteru to. Nhưng mà nếu mà khi mà mình suy nghĩ là người già cái nhiệt độ cơ thể nó không thay đổi so với hồi trẻ thì làm sao? Yoki no toki ni machigatta handan o shite shimai, thì những cái lúc mà bị bệnh ấy thì sẽ bị phán đoán, sẽ bị nhầm mất. Nó taihen na koto ni naru kamoshirenai, và nó trở thành cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Thế thì có vẻ liên quan đến vấn đề người già ngôn nhỉ? Ta thử xem liên quan gì đến vấn đề người già nhé. Thì cái đấy là cái gì ạ? Shinu toka, khi nào thì là những cái việc quan trọng như là việc mất này hoặc là phẫu thuật này. Tiếp theo việc uống thuốc này. Đáp số 3 là không thể đi du lịch này. Cuối cùng là cho dù ta là không được bác sĩ thăm khám. Ta sẽ dùng xem tai nạn phẫu thuật là cái gì. Ở đằng trước thì liên quan đến người già mà bị như thế đúng không? Đấy. Thế đằng trước kia taihen na koto ni naru kamoshirenai masen, thì lúc phán đoán bị nhầm muộn, khi bị bệnh mà bị phán đoán nhầm thì có thể sẽ gây ra chính là những cái việc liên quan đến chết đúng không? Thì đây hiện giờ đáp án gần gũi nhất, phù hợp nhất ra sẽ là đa số 1, hoặc là những cái lúc việc quan trọng, nguy hiểm gồm có chết hoặc là phẫu thuật. Cái này mình sẽ cần phải đọc bài thì mình mới có thể hiểu rõ hơn được cái ý nghĩa của cái câu này đúng không? Tiếp theo, câu số 35. Naze yappari to itta no ka? Tại sao lại nói là quả đúng là như thế? Ở đây có từ yappari mà nghĩa là quả đúng là như vậy, cũng là một từ rất rất hay được sử dụng ở trong N3, nên là các bạn cố gắng nhớ nhé. Khi mà cái điều đó đúng với ý nghĩa của mình, yappari quả đúng là như vậy,
chúng ta sẽ sử dụng cái phần này nhé. Chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cái khổ đấy. Phần nhạc Paris ở gần cuối cái khổ đấy nên ta sẽ cùng đọc tiếp ạ. Từ chỗ sai kinh ở khu vực giữa. Gần đây, Nihonji no tai om. Gần đây thì cái nhiệt độ cơ thể của người Nhật làm sao? Sagatte kita to iwarete ru thì được mọi người nói là đang giảm xuống. Ồ. Tai om gurai. Tai shita koto dewa nai. To kangaeru kamoshirenai ga thì cái việc mà những cái mà chỉ tầm như thai ôm thôi, danh từ cộng với gunai là những gì, cái gì mình coi đấy nó rất là nhẹ nhàng bình thường thôi, những cái mà như là nhiệt độ cơ thể thì tai sắc của tổ đề bàn này không phải là việc gì đấy gọi là to lớn lắm, quan trọng lắm. Tuy nhiên nhưng mà thai ôm gã ichi độ agaru to khi mà nhiệt độ cơ thể chỉ có giảm bao nhiêu độ ạ, 1 độ thôi đúng không, jibun de byoki o naosu chikara ga yaku. À, vậy khi mà nhiệt độ có giảm có 1 độ thôi thì cái năng lực mà chữa khỏi bệnh tật tự bản thân mình chữa khỏi đúng không, thì yaku sanzupasento sagaru thì nó đã giảm khoảng 30% rồi. 30% cũng là một con số khá là lớn đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục ạ. Byoki o naosu saibo ga, saibo đây là những cái tế bào, những cái tế bào mà để chữa khỏi bệnh thì làm sao? Hajime wa hotondo ugokanakatta. Ồ, thì lúc ban đầu làm sao những cái tế bào để chữa bệnh thì hầu hết là sẽ nó không hoạt động đâu, nhưng mà atatame rareta khi mà nó được làm nóng lên, được làm ấm lên thì yoku ugoku yo ni natta, ồ thì nó lại hoạt động nhiều hơn. Vậy là những cái con những cái tế bào mà để chữa bệnh thì khi nhiệt độ tăng cao thì là nó bắt đầu hoạt động nhiều hơn. Mite odoroita, à và khi mà nhìn được cái việc đó thì là cảm thấy rất là ngạc nhiên. Yappari karada o atatameru koto wa juyou na no da. Vậy thì sau khi mà biết được cái việc đấy thì quả đúng là cái việc mà mình làm ấm cơ thể thực sự rất rất là quan trọng. Ở đây có chữ juyou nghĩa là quan trọng, cũng là một từ khá là hay gặp và cũng rất là cần nhớ trong cái phần này. Sau đây chúng ta sẽ cùng xem phần đáp án, xem là yappari là cái gì. 2番, tại sao lại nói là nạ? Là quả đúng như thế. Đáp án số 1 ạ, fuyu demo. Cho dù là mùa đông thì người nước ngoài cũng có thể với cái áo cộc tay thì biết được cái lý do. Cái này cũng sai đúng không? Không phải đúng không? Tiếp theo số 2, khi mà nhiệt độ cơ thể giảm xuống thì byoki ni naru kanose ga fueru thì cái khả năng mà bị bệnh thì nó tăng lên, cái này không nói đúng không? Cái ở trên kia nó chỉ bảo là khi mà cơ nhiệt độ cơ thể có giảm 1 độ thôi thì khả năng chống lại bệnh tật giảm 30%, chứ không phải là khả năng bị bệnh đúng không? Tiếp theo, câu số 3, sam bạo. Khi mà chúng ta làm ấm cơ thể thì làm sao? Byoki o naosu saibo là những cái tế bào mà chữa khỏi bệnh thì lại yoku ugoku, tức là lại còn hoạt động tốt hơn, và tôi biết được điều đó. À, cái này ngay gần ở chỗ đấy đúng không? Và sau đấy nó nói, à, quả đúng là nếu mà chúng ta cái việc mà làm ấm cơ thể rất là quan trọng, và chính việc làm ấm chính là cái việc mà tác giả đang nói đến. Thế thì khả năng cao ở đây là số 3 đúng không nhỉ? Thì để chắc chắn chúng ta sẽ loại nốt là số 4. Gần đây người Nhật, cái nhiệt độ cơ thể người Nhật nó giảm xuống và biết được điều đó. Cái này thì cũng có nói trong bài, tuy nhiên nó cách khá xa chỗ Yapari đúng không nhỉ? Nhiệt độ cơ thể người Nhật giảm xuống này, sau đấy thì cũng được suy nghĩ là không phải là việc gì quan trọng lắm, to lớn lắm. Tai shita koto wa nai đúng không? Nhưng mà ở phía đằng sau mới là cái điều tác giả muốn nói đến. Thế thì ở đây phù hợp nhất sẽ là đáp án số 3, Samba. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với câu số 36. Câu số 36, người ta hỏi là karada o atatameru tame ni, để mà làm ấm được cơ thể thì sugi no naka ni ichiban yoi. Ở đây có cái quan trọng chính là ichiban yoi, cái điều gì là tốt nhất. Có thể ở trong này có rất là nhiều điều mà cũng tốt đấy, nhưng mà cái người ta muốn hỏi đấy là liệu điều gì sẽ là tốt nhất ở đây. Ta sẽ cùng xem nhé. Chúng ta quay trở lại bài rất là dài đúng không? Ở đây còn có một số cái liên quan đến cả những cái từ thêm vào nữa. Thế thì lát nữa mình cũng trong lúc đọc thì nếu mà được thì các bạn có thể xem thêm. Thì thực ra là xem những cái này cũng sẽ hỗ trợ vào cái phần nào đấy cho các bạn làm cái phần ở trên bài phía trên dễ hiểu hơn. Phần tiếp theo rất là dài đúng không? Đều á, thế thì ở đây ngay đầu khổ tiếp theo thì cũng đã có cái chủ đề mà chúng ta cần xem rồi đúng không nhỉ? Thế thì
Karadao atatame ru ni wa, để mà làm ấm cơ thể thì dou shitara ii desu ka? Yoi ka? Ở Nhật Bản thì mukashi kara, từ hồi xưa thì onsen ya ofuro ni hairu to, khi mà mình vào onsen các cái suối nước nóng này hoặc là vào bồn tắm thì karada ni yoi to iwarete ru, thì đã được nói là rất là tốt cho cơ thể. Các bạn ở bên Nhật chắc là cũng thỉnh thoảng cũng hay đi suối nước nóng hoặc onsen. Tiếp theo ofuro ni wa, khi mà mình ở những cái chỗ bồn tắm thì làm sao? Tokubetsu nase bun wa, có những cái thành phần đặc biệt thì là nó lại không có mặt đấy đúng không? Hay tên này, nhưng mà karada ga atatamatte deru, khi mà mình là cơ thể được làm ấm lên này, tsukare deru ga tore deru, thì cái mệt mỏi nó cũng sẽ bị lấy đi, sẽ không còn nữa. Ồ, rất là tuyệt vời, rất nhiều tác dụng đúng không ạ? Jitsu wa, à đây thì những cái phần này cũng quan trọng này, thì mình cố gắng để ý. Thực ra thì karada ga atatamaru to, khi mà cơ thể được làm ấm thì làm sao? Các cái mạch máu ạ, cái kan ga hirogatte, mạch máu nó nở ra, và cái chi no nagare, cái dòng chảy của máu nó cũng yokunatte, nó cũng trở nên tốt hơn. Ngoài ra nó còn có một cái là shinjin taisha, là cái việc mà trẻ hóa, tái tạo hóa, trao đổi chất, sẽ sử dụng cái này. Cũng susumu no daso da, thì nó cũng tiếp tục tốt hơn. Và khi này có nó tổ kỵ những cái tiếp theo ạ, liên quan đến cái việc mà những cái phần đằng sau nó cũng sẽ có những cái lợi ích của cái những cái phần này, thì mình sẽ cùng xem tiếp xem ở phía đằng sau. Ở đây có chữ hido nghĩa là mệt mỏi, những cái vật chất mà mệt mỏi đấy thì sẽ bị như thế nào đấy, nó sẽ bị đi ra khỏi cơ thể đúng không? Đây các bạn có thể nhớ thêm chữ hido mà nghĩa là mệt mỏi, thì cũng khá là thỉnh thoảng mọi người cũng có thể sẽ gặp sử dụng đến nó. Cái phần tiếp theo là niusan. Niusan đây là một cái loại cũng cũng là ở bên trong, ở trong cơ thể thì sẽ có cái phần này, cũng là một cái mà cái này là kiểu những cái loại axit mà sinh ra khiến khi cơ thể hoạt động quá mức và sẽ gây mệt mỏi. Tuy nhiên trong trường hợp này mọi người có thể không cần hiểu thì cũng không sao, quan trọng nhất chữ hido kia thì ở chữ kanji đầu tiên trong từ skadeu thì mình biết là chắc là mệt mỏi đúng không? Những cái mệt mỏi thì cũng karada karada dete shimau, tức là sẽ thoát ra khỏi cơ thể mình đúng không? Và thế là tsukare ga toreru, thì cái mệt mỏi nó cũng bị xua tan đi. Thì mình sẽ cần tìm xem cái nào mới thực sự là cái tốt nhất. Ở đây thì bắt đầu mọi người tìm được cái chữ ichiban thì nghe sẽ phù hợp hơn. Hiện giờ đang phù hợp nhất là liên quan đến việc là vào onsen hay là ohuro đúng không? Tiếp theo ima nobeta New York Igai, tức ngoài cái việc mà các bạn đi vào vào những cái bồn tắm các thứ đấy, thì các bạn sẽ xem là có những cái gì nữa để mà mình có thể gọi là làm tốt hơn đúng không? Undo ya tabemono de体温 o agaru koto ga dekiru, bằng cái việc undo vận động này hoặc là đồ ăn thì có thể làm tăng được cái nhiệt độ cơ thể. Ồ, tokuni đặc biệt là undo wa kinniku no ryo fuyasu no de, đặc biệt là vận động thì sẽ làm tăng cái số lượng mà nãy mình có nói từ kinh cự đúng nhỏ là cơ bắp, thì nó sẽ tiếp tục là rất là quan trọng, nên mình cứ liên tục vận động lên, vận động thì rất là quan trọng đấy. Ồ, cũng là một cái quan trọng, không biết nó đã thực sự là cái quan trọng nhất chưa đúng không? Ta sẽ cùng xem thêm một chút, sắp hết cái bài này rồi, ta xem qua các đáp án một chút ạ. Câu số 36 ạ, đáp án số 1 đấy là tăng cái số lượng cơ bắp lên nhờ vào cái việc vận động đúng không? Cái này cũng vừa có nói đúng không? Tiếp theo đấy là ăn thật nhiều để lấy thêm calo đi, là calo. Tiếp theo là mình irona sori no tabemono, ăn thật nhiều loại thức ăn đều liên quan đến ăn đúng không? Tiếp theo không phải là ở ohuro mà vào onsen, cái câu 4 này thì không nói đến rồi, ở trên thì ohuro và onsen cũng được đi cùng với nhau đúng không nhỉ? Bây giờ chỉ có 1, 2 hoặc là 3 thôi, thì chúng ta quay lại một chút xem thế thực sự thì là cái nào đang là cái mà tốt nhất. Thì ở đây có phần trước cái phần undo thì có tokuni, đặc biệt là ở phía trước thì nó bảo là undo ya tabemono đúng không? Tuy nhiên là sao, đặc biệt là cái việc mà vận động thì rất là quan trọng. Thế thì ở đây đáp án chính xác sẽ là đáp án liên quan đến vận động đúng không? Là số 1 ichiban. Tiếp theo câu cuối cùng của cái bài này, この文章の内容と合ってるのはどれか、liệu cái nội dung nào là phù hợp và chính xác
với cái nội dung của bài này, thì chúng ta sẽ cùng đọc tiếp thêm một chút xíu nữa đúng không ạ? Sao nó phù hợp. Chúng ta sẽ cùng xem là cái gì ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem ở đây cái phần phía dưới, chúng ta sẽ cùng đọc tiếp ạ. Mata, ngoài ra, tabesuginai yo ni shitari, chúng ta không được ăn quá nhiều này. Karada o hiyasu tabemono, tabenai yo ni, cũng đừng cho cơ thể ăn những cái đồ lạnh đúng không? Kyosukeru, thì cũng phải chú ý. Tiếp theo, te ashi ga atatakai no de, tay về chân thì ấm, nên là jibun de wa hiete iru to wa, khi mà bị lạnh thì omotenai to mo oi ga onaka no naka ga hiete iru koto ga aru. Thì những lúc như thế bản thân bị lạnh thì phần lớn thì rất nhiều người sẽ có một cái đến là ở trong bụng nó cũng bị lạnh. Bioki đến na cử tê mộ, cho dù là không bị bệnh nhưng mà ta mà ní thỉnh thoảng phải làm gì ạ? Thai ô ngộ hakate, thì mình sẽ nên đo nhiệt độ. Hikui hito á, những cái người mà nhiệt độ thấp thì làm sao? Thai ô ga agaru yo ni, thì mình sẽ phải làm nào để cho cái nhiệt độ có thể tăng lên. Sekatsu o kaeta hō ga yoi to omou. Ta sẽ cùng xem. À, ta phải nên thay đổi đúng không? Ta sẽ xem các đáp án ạ. Các đáp án số 1 ạ. Nó bảo là để mà làm ấm cơ thể thì Ấn Độ là cái là tốt nhất. Thì cái này thì không nói đến, nó chỉ tốt hơn những cái kia thôi. Còn những cái khác thì ngồi trong bài cũng chưa nói đến cái phần đấy. Nên chúng ta cũng chưa thể nào kết luận đúng không nhỉ? Tiếp theo, nhiệt độ cơ thể càng cao thì càng tốt. Cái này không đúng không? Đến lúc nhiệt độ cơ thể lên đến 40 độ thành sốt rồi. Thế thì không thể nào mà tốt được đúng không? Tiếp theo, Canada. Tiếp theo nhiệt độ cơ thể và bioki o naosu chikara, cái năng lực mà gọi là chữa bệnh thì có liên hệ. Ở trong bài có nói một chút xíu thôi, không biết các bạn có nhớ không, đấy là khi mà nhiệt độ giảm xuống 1 độ thì cái năng lực mà chữa được bệnh nó cũng sẽ giảm đi 30%. Thế thì cái nhiệt độ cơ thể cũng như cái năng lực mà có thể tự mình chữa bệnh thì nó có quan hệ đúng không? Tạm thời rồi đáp án là số 3 cũng đúng đúng không? Tiếp theo, khi mà nhiệt độ vì cơ thể nó bị lạnh nên là cái số lượng người bị bệnh nó tăng 30%, cái này rất tiếc thì không đúng rồi. 30% này ở trên mình vừa giải thích ở cái câu số 3. Khi mà nhiệt độ cơ thể giảm xuống có 1 độ thôi thì cái năng lực tự mình chữa bệnh thì nó đã giảm xuống 30% rồi. Thế thì ở đây đáp án phù hợp nhất sẽ là đáp án số 3, Samba. Tiếp theo chúng ta đến với bài số 7, cũng là môn đai cuối cùng. Bài này thì thường là sẽ có các pamphlet hoặc là những cái chirashi, là những cái tờ rơi, tờ quảng cáo. Sau đấy thì mình sẽ cần tìm kiếm thông tin ở trong này. Vì thực tế là rất rất nhiều thông tin ở đây, nên là nếu mà đọc hết thì chắc là sẽ không đủ thời gian mất rồi. Ta sẽ cùng xem qua cái phần câu hỏi của nó trước ạ. Câu hỏi đầu tiên ạ. Otona hutari, chúng ta ở chú ý bài này thì các bạn nhớ memo lại hết nhé. Những cái dữ kiện nào mà không dùng đến ấy, thì khả năng là mình đang dùng thiếu đấy. Chứ nó họ sẽ cho rất là đầy đủ. Mình chú ý một chút về cái phần đấy. Otona hutari, có hai người lớn này. Sogakusei no kodomo hutari, vậy hai đứa trẻ con học và tiểu học thì cùng đi về quê đúng không? Kurusato to ryokan ni, ở lữ quán này, vào ngày thứ bảy và ippaku, tức là chỉ có nghỉ một ngày thôi, thì cái số tiền mình phải bỏ ra sẽ là bao nhiêu? Ở đây có các đáp án là 5 man 5 sen, 6 man hay là 6 man 6 sen. Chúng ta sẽ cùng xem, chủ yếu liên quan đến tiền đúng không nhỉ? Hai người lớn, hai đứa trẻ con lại còn học sinh tiểu học nữa, thì chúng ta sẽ cùng xem. Ở đây có cái phần số giá tiền đúng không? Chúng ta sẽ cùng xem này. Ippaku ichime sama 26000 en kara 40000 en. Ở đây thì có thêm là cả bữa sáng và bữa tối đã có rồi đúng không? Tiếp theo có liên quan đến gì đấy? Chúng ta có sogakuse, cho đến lúc mà tiểu học đúng không? Thì cái tiền sẽ là 8 sen. Ta sẽ cùng xem. Thì ở đây chúng ta sẽ có tìm thêm các cái khác xem, vậy chúng ta có hai người lớn này đúng không? Xong hai trẻ con, mình chỉ biết trước bọn trẻ con là trẻ con sẽ là 8 sen rồi này. Mình sẽ cùng xem là cái nào sẽ phù hợp ạ. Căn phòng của nó thì làm sao? Ở phía dưới á, căn phòng sẽ là hoa xích sự, là cái phòng kiểu Nhật đấy. Nime sama kara dokume sama, vậy là từ 2 có thể đến tận 6 người đúng không? Thế thì ở đây ok rồi, có vẻ là cũng khá là phù hợp rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem ở phần phía dưới có liên quan đến giá tiền nữa không. Chúng ta sẽ chốt. Ở phía dưới thì lại là Furusato Ryokan. Ở trên mình lại đọc thành Sakura Ryokan.
Thế là chúng ta đã bị nhầm rồi đúng không nhỉ? Vậy là chúng ta sẽ cần phải tìm xem cái phần nào phù hợp hơn. À, Furusato Ryokan. Thì ở đây là một tên một cái Ryokan. Thì ở đây chúng ta mới tìm được cái nội dung cần thiết. Nên là các bạn sẽ thấy là những cái dữ kiện người ta cho không bao giờ thừa cả. Lúc nào cũng đủ đúng không? Thì đây chúng ta sẽ cùng xem này. Ipaku Ichime Sama là hai man đúng không? Tiếp theo Sogakusen Made. Tức là những cái bạn mà cho đến tiểu học thì sẽ làm sao ạ? Otona no Hangaku. Từ này lúc nào bạn nào mà đi siêu thị mua đồ giảm giá ra hay có cái này hoa cứ là nửa giá. Nên là bây giờ mình sẽ phải biết là sẽ sử dụng như thế nào. Đúng không? Vậy là hai người lớn thì đã là 2 man nhân 2 là 4 man rồi. Và tiếp theo bọn trẻ con thì là 1 man nhưng lại còn hai đứa. Đấy, vậy là tổng 2 man rồi đúng không nhỉ? Ta sẽ cùng xem. Tuy nhiên là nếu mà nghỉ vào ngày thứ bảy chủ nhật thì lại còn thêm bị tăng thêm 10% nữa. Đấy, thì chúng ta sẽ xem là có cái gì mà để giảm giá hay không đúng không? Không thì chết cũng hơi đắt đúng không? Ta sẽ cùng xem vậy ở đây sẽ là cái gì ạ? Có hai người lớn này, hai người lớn đã là 4 man rồi. Tiếp theo hai đứa trẻ con nữa đúng không? Hai đứa trẻ con lại còn Sogakusei. Tiếp theo thì sẽ là tổng cộng là 6 man, 6 man xong lại bị thêm 10% nữa, về đáp án sẽ là 6 man 6 sen đúng không? Khá là tốn đúng không? Tại vì đi nghỉ vào ngày thứ bảy mà. Thì lát nữa chúng ta trong quá trình đọc mà mình nhìn thấy được là nó có thể có thêm một cái số cái gì đấy nó rẻ hơn chẳng hạn đấy thì mình có thể sử dụng thêm một chút xíu chẳng hạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem ở phía đằng sau xem mình còn cái gì không ạ. Nó có vẻ là không còn rồi. Tiếp theo câu số 39. Lần này thì là chỉ có một người lớn này. Tiếp theo một đứa trẻ con học sinh tiểu học thôi sẽ cùng đi đến Sakura. À lần này thì là Sakura Ryokan rồi đúng không ạ? Sau đấy nó muốn là Ichiban Takai Heya ni Ippaku to Ippaku suru toki to là khi mình nghỉ ở cái phòng là đắt nhất với cả cái phòng rẻ nhất thì làm sao ạ? Cái tiền mà nó khác nhau sẽ là bao nhiêu? Chúng ta sẽ phải tìm xem hai cái phòng rẻ nhất và phòng đắt nhất ở đây đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta lại tìm liên quan đến tiền, bài này toàn là tiền thôi đúng không? Thì đây là cái phần ban nãy mình cũng đã đọc rồi đúng không? Một người thì sẽ là bao nhiêu? Từ 2 man 6 đến 4 man. Vậy là đắt nhất là 4 man và rẻ nhất thì là 2 man 6 cho một người đúng không ạ? Vậy thì ở đây tiền của bọn trẻ con thì hiện giờ đang là giống nhau, hiện giờ đang không có cái sự khác biệt gì cả. Thế thì chúng ta sẽ xem là như thế nào ạ? Vậy là 2 man 6 với cả 4 man. Ngoài ra thì cô cũng không thể phát hiện ra thêm cái gì đúng không ạ? Hiện giờ đang chênh nhau là 1 man 4 sen. Thì tuy nhiên là chúng ta sẽ cùng xem còn cái gì không. Thì không có thì đáp án sẽ là số 3, sam bạn 1 man 4 sen. Thì trên đây là những cái phần liên quan đến phần bài đọc. Hy vọng các bạn sẽ có thêm kinh nghiệm để làm những cái phần bài đọc này nhé. Otsukare sama deshita.